tiên xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Huân lên trình bày về đề tài là bệnh và nhanh chóng bệnh BCI hay là CVD, tức là mổ bắt cầu động mạch vành dưới góc nhìn của những bác sĩ tech. Xin mời phó giáo sư. Dạ, kính thưa tiến sĩ bác sĩ Hoàng Quốc Văn, kính thưa quý đồng nghiệp, thì chúng ta thấy là lượt qua từ khi mà tim mạch can thiệp bắt đầu từ bác sĩ Cung Dích từ năm 1973 cho đến bây giờ, thì bệnh ba nhánh mạch vành và thân chung lúc nào cũng là một thách thức trong tim mạch can thiệp. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà tử vong cho bệnh mạch vành luôn luôn dẫn đầu tỷ lệ tử vong trên thế giới. Và những người bị mạch vành thì sao ạ? Thì các nghiên cứu người ta nhận thấy rằng trên những bệnh nhân mà mạch vành ổn định, bệnh vành ổn định, thì cái tỷ lệ mà bệnh ba nhánh và thân chung chiếm 48-59%, mà ngay cả có hội chứng mạch cấp thì cái tỷ lệ mà tổn thương cả ba nhánh và thân chung cũng đến 59%. Cái guideline hướng dẫn mới khi mà chúng ta điều trị bệnh thân chung và ba nhánh mạch vành hướng dẫn mới thì sao ạ? Hướng dẫn mới thì đối với Hoa Kỳ thì nếu trường hợp mà có dính đến thân chung thì chúng ta thấy là hướng dẫn thì người ta sẽ phân chia điểm. Nếu mà điểm theo cái thang điểm xin tắc, nếu mà điểm mà từ 0 đến 22 điểm, dưới 22 điểm thì là 2A, và điểm từ 22 đến 32 là 2B, trong khi lớn hơn 32 điểm thì là tổn thương phức tạp, ngoằn ngoèo và dính đến nhiều nhánh thì hầu như người ta không cho nong mạch vành, mà chúng ta thấy là phải mổ bắt cầu. Mổ bắt cầu thì điểm nào cũng là 1B, nghĩa là một chứng cứ là một, nghĩa là có lợi cho bệnh nhân. Đối với châu Âu thì sao ạ? Châu Âu thì người ta thấy là nhỏ hơn 22 điểm thì nó là 1B, nghĩa là cho phép làm. Nhưng mà khi mà đá điểm trung gian 23 đến 32 là 2A và lớn hơn 32 điểm thì chúng ta không được làm. Đến năm 2021 Hoa Kỳ thì sao ạ? Có thay đổi hay không? Đến năm 2021 Hoa Kỳ cũng chưa thay đổi. Nếu mà trường hợp mà chúng ta thấy là thân chung thì từ 2B người ta cho lên là 2A. Tuy nhiên ba nhánh mạch vành nếu mà có thông tin vessel disease thì nó vẫn là 2B. Nghĩa là nếu mà ba nhánh thì nếu mà bắt cầu được thì chúng ta nên bắt cầu và chúng ta không nên can thiệp mạch vành. Cái điểm xin tắc thì chúng tôi sẽ nhắc lại, cái điểm 20, 22, 32 nó từ đâu? Nó từ một cái nghiên cứu. Trước đó chúng ta có nhiều nghiên cứu, tuy nhiên đến khi mà nghiên cứu mù đôi ngẫu nhiên mà có phân điểm thì đầu tiên là nghiên cứu xin tắc. Xin tắc thì dựa trên một số lượng lớn bệnh nhân, người ta chia làm mổ bắt cầu hay là phẫu thuật mạch vành, người ta dựa trên cái tổn thương đó có dính đến có tổn thương thân chung, có ba nhánh, có bị tắc mãn tính, có chối chia đôi, có vôi hóa hay không, hay có huyết khối hay không. Thì chúng ta nhận thấy rằng dựa trên đó thì như chúng tôi trình bày là dựa trên đó thì theo thang điểm xin tắc thì Hoa Kỳ và châu Âu nếu mà điểm cao thì người ta đều không cho mình làm. Và 10 năm sau cái kết quả 10 năm vừa báo cáo năm 2019 vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng xin tắc 10 năm, nghĩa là sau 10 năm thực hiện thì cái tỷ lệ mà tử vong chung của bệnh nhân mà mổ bắt cầu và nong mạch vành nó là như nhau. Sự khác biệt này là không có ý thống kê. Trong khi đó 10 năm mà chúng ta nong hay chúng ta mổ bắt cầu những bệnh nhân mà thân chung thì cái tỷ lệ tử vong nó cũng là như nhau. Tuy nhiên chúng ta có một cái thấy có sự khác biệt ở đâu ạ? Khác biệt là nếu mà ba nhánh mạch vành thì phẫu thuật bắt cầu thì sẽ tử vong ít hơn so với thân chung. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy thì người ta thấy là khi mà chúng ta quay lại cái phân tích sâu hơn 5 năm thì đối với lại điểm mà nhỏ hơn 22 điểm thì tử vong mà do phẫu thuật bắt cầu nhiều khi nó còn cao hơn BCI, CABG là bắt cầu nhiều khi còn cao hơn BCI. Trong khi đó thì tất cả những cái tiêu chí khác như là đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tử vong chung và phải tái thông mạch vành thì hai nhóm là như nhau. Đối với lại điểm 23 đến 32 thì sao ạ? Thì các tiêu chí như đột quỵ, nhồi máu cơ tim và phải tái thông mạch vành tương đối là như nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy tử vong ở nhóm mà phẫu thuật bắt cầu cao hơn so với BCI, và cái nhóm mà
ở visa thì phải tái thông nhiều hơn. Tại vì nhiều stent, chúng ta nhận thấy là nhiều stent thì chắc chắn là cái tỷ lệ tái hẹp nó sẽ cao hơn chúng ta làm cầu nối. Và chúng ta thấy là nếu mà trường hợp mà cái điểm mà lớn hơn 33 thì chắc chắn là nó có sự khác biệt, thấy rõ là chúng ta thấy là cái tử vong do BCI cao hơn và phải tái thông lại, nghĩa là tái hẹp trong stent chúng ta phải nong lại hoặc là bệnh nhân chuyển mắc cầu thì khi mà BCI thì cao hơn hẳn và sự khác biệt này là có nguyên thống kê, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy là tại sao mà trên 33 điểm thì cả Hoa Kỳ và châu Âu đều khuyến cáo chúng ta là chúng ta không nên nong mạch vành mà chúng ta chuyển mắc cầu. Để chúng ta coi lại một cái nghiên cứu khác là Excel. Nghiên cứu Excel thì so sánh giữa hai chiến lược là chúng ta nong hay chúng ta mở mắt cầu. Thì có lẽ là chúng tôi nhìn ở đây thì không có nhiều quý vị ở trong tim mạch can thiệp thì chúng tôi xin nói nhanh hơn. Thì chúng thấy là khi trong nghiên cứu đó thì khi mà người ta coi kỹ là đối với thân chung thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao lại nong và mở mắt cầu của thân chung lại như vậy? Thì chúng thấy là nếu trường hợp mà ở ốt chung, nghĩa là cái lỗ xuất phát của thân chung, và mid sharp nghĩa là ở cái đoạn giữa thân chung mà chúng ta mà nong hoặc mở mắt cầu thì tỷ lệ mà chúng ta thấy từ tỷ lệ biến cố đột tử vong nhồi máu cơ tim và phải và cái tai biến mạch máu não thì đối với những bệnh nhân mà BCI thấp hơn so với mở mắt cầu và cái phải tái thông mạch vành thì như nhau. Tuy nhiên nó có sự khác biệt ở chỗ nào ạ? Ở chỗ mà chi nhánh. Như vậy là khi mà chúng ta chi nhánh thì tỷ lệ ở chỗ chi nhánh tỷ lệ tử vong và tái biến mạch máu não thì nó như nhau cả ở khi mà chúng ta bắt cầu hay là chúng ta nong mạch vành. Tuy nhiên chúng ta thấy là ở chỗ chi nhánh thì khi mà chúng ta nong mạch vành thì cái tỷ lệ mà phải tái thông lại của chúng ta nong cao hơn so với mạch bắt cầu. Như vậy là nó có khác biệt ở cái vị trí và loại stent nó có áp sát hay không. Như vậy thì chúng ta thấy là như vậy cái nghiên cứu SITAC đã bắt đầu từ năm 2009 thì cái khi đó thì dùng stent là stent Texas, thì câu hỏi chúng ta là stent thế hệ mới, và trong khi đó thì IVUS nghĩa là siêu trong lòng mạch và OCT là chúng ta dùng quang học chúng ta coi mạch máu stent áp sát hay không, nó có sự khác biệt hay không. Thì chúng ta nhận thấy là Texas khi trong cái mortality tỷ lệ tử vong ở thân chung của ba nhánh mạch vành khi mà sử dụng Texas thì đúng là nó có cao hơn so với lại một mắt cầu, cao hơn so với một cầu. Nếu mà tuy nhiên nếu trường hợp so sánh stent Texas với lại stent thế hệ thứ hai bây giờ, nghĩa là stent dùng thuốc tốt hơn, cái khung của stent nó mỏng hơn và cái polymer cái lớp mà bao phủ stent nó có thể được đạt được, chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà chúng ta phải đóng lại khi chúng ta sử dụng mà stent thế hệ hai thì tốt hơn, và cái tỷ lệ mà nhồi máu cơ tim khi sử dụng stent thế hệ mới nó ít hơn và huyết khối trong stent thì cũng ít hơn. Và tại sao chúng ta nên sử dụng siêu trong lòng mạch nếu trường hợp mà tổn thương phức tạp? Chúng ta thấy là nếu trường hợp mà chúng ta bung stent ra chụp thì chúng ta thấy tốt, nhưng mà nếu siêu trong lòng mạch thì nó không áp sát, chúng ta phải nong lại nó áp sát như vậy nó không tạo huyết khối và nó không tái hẹp. Vì vậy thì cái vai trò của siêu trong lòng mạch rất là quan trọng. Và cái nghiên cứu mà Ultimate so sánh 3 năm khi mà chúng ta siêu âm thì nếu trường hợp là chúng ta có siêu trong lòng mạch và chúng ta chỉ nhìn bằng mắt khi mà chúng ta nong mạch vành thì chúng ta thấy là tỷ lệ mà những bệnh nhân bị tái thông lại thấp hơn hẳn bằng một nửa so với bệnh nhân mà chúng ta không siêu trong lòng mạch ở những bệnh nhân tổn thương phức tạp. Chúng ta thấy là 3 năm sau trên một số lượng bệnh nhân tương đối lớn 1.500 bệnh nhân nó thấp bằng một nửa, và chúng ta thấy là khi mà phân tích gộp trên 13.313 bệnh nhân, một số lượng bệnh nhân tương đối lớn, thì chúng ta thấy là nếu trường hợp mà chúng ta dùng cái IVUS thì cái tỷ lệ mà biến cố tim mạch thấp hơn hẳn so với chúng ta không sử dụng cái siêu âm trong lòng mạch. Và tất cả các phân nhóm nghĩa là có ba nhánh, có thân chung vân vân thì siêu âm trong lòng mạch tốt hơn. Như chúng tôi trình bày là chúng ta chụp lại cái yên tâm rồi, nhưng mà siêu âm thì nhiều khi vối hóa stent nó không được thì chúng ta phải nong lại, như vậy là có lợi cho bệnh nhân nhiều hơn, đúng không ạ? Đối với FFA là gì? FFA là fractional flow result. Chúng ta biết là cái mạch máu ở những mạch máu khác thì tại vì khi mà quay trở lại tim thì quay trở lại máu quay lại tĩnh mạch thì cái độ oxy ở trong tĩnh mạch là 70%. Khi chúng ta gắng sức thì cơ thể chúng ta vẫn lấy được độ bảo hòa oxy trong máu, nghĩa là nó rơi xuống còn 30%. Nhưng mà đối với mạch vành thì sao ạ? Đối với mạch vành thì khi mà
cái độ bão hòa oxy trong động mạch vành là 98%, quay lại tính mạch vành nó chỉ còn có 30 thôi. Như vậy không thể nào cái mạch vành khi mà chúng ta gắng sức tim đập nhanh hơn thì mạch vành chúng ta không thể nghĩa là cơ tim không thể lấy thêm oxy của mạch vành được. Tại 30% là tối thiểu rồi, không thể lấy được nữa. Như vậy cung cấp oxy cho cơ tim bằng cách nào ạ? Thì mạch vành chúng ta sẽ giãn ra từ 2 đến 5 lần cho chúng ta gọi là dự trữ mạch vành, đúng không ạ? Như vậy thì cái khi mà hẹp 70%, tại sao chúng tôi tim mạch can thiệp lại có cái mức 70? 70 nghĩa là dự trữ mạch vành không còn nữa. Khi mà bệnh nhân bị hẹp 70%, bệnh nhân gắng sức thì mạch vành không giãn ra được. Không giãn ra được thì máu nuôi cơ tim không đủ, chúng ta đau được, không ạ? Như vậy thì cái điều dự trữ mạch vành này chúng ta thấy là chúng tôi có thể đo được ở trong vòng thông tim. Bệnh nhân khi mà chúng ta cho một cái catheter đó áp lực vô, chúng tôi coi có dự trữ còn tốt hay không. Nếu mà có bệnh nhân hẹp 80 mà dự trữ còn tốt, chúng ta không nên nong. Bệnh nhân 60 đau ngực mà chúng ta thấy dự trữ mạch vành mà không tốt, chúng ta vẫn nên nong như thường. Như vậy chúng ta dựa trên sinh lý của mạch vành nó tốt hơn là hình ảnh học. Hình ảnh học 70 chúng ta dựa trên kinh nghiệm của chúng ta nong, nhưng mà thực sự cái 70 không phải là cái gold standard, không phải tiêu chuẩn vàng chúng ta quyết định nong hay không. Thì chúng ta thấy là nếu trường hợp mà chúng ta dùng FFR, nghĩa là chúng ta sử dụng cái ống thông để chúng ta đo dự trữ mạch vành của mạch vành có giãn được hay không, thì nếu mà chúng ta sử dụng thì cái tỷ lệ mà biến cố tim mạch thấp hơn hẳn, đây là 30%, 35% so với chúng ta không sử dụng cái dây áp lực để chúng ta đo biến cố tim mạch, đo dự trữ mạch vành. Nhưng mà giờ đo dự trữ mạch vành chúng ta bơm cái bavarin hoặc adenosine để cho mạch vành giãn ra, nhưng giờ chúng ta không sử dụng nữa mà chúng ta có một cái người ta gọi là EFR, nghĩa là cái khoảng nghỉ của tâm chương, thì chúng ta nó tương đương với lại dự trữ mạch vành. Thì nghiên cứu Swift Heart thì nó EWFR thì tương đương với FFR, nhưng mà chúng ta không cần bơm thuốc, chúng ta cho cái ống thông vô và máy sẽ tự phân tích cho chúng ta. Người ta thấy là năm 2022 thì kết quả của Syntax Score 2 công bố kết quả Syntax Score 2. Syntax Score 2 là gì ạ? Syntax Score 2 là rút kinh nghiệm của Syntax Score 1. Syntax Score 1 thì chỉ dựa trên hình ảnh học, nghĩa là bệnh nhân có bị thân chung, bệnh nhân có chỗ chi nhánh, bệnh nhân có vôi hóa, bệnh nhân có hoàng mạc hay không, bệnh nhân huyết khối hay không. Nhưng bây giờ thì thấy rõ ràng là nếu điểm cao, nghĩa là bệnh rất là nhiều, mạch vành bị hoành ngoèo rồi, tổn thương dài bị cả ba nhánh, thì một BCI nghĩa là nong mạch vành mà thua hẳn một bắt cầu, thì bây giờ người ta sử dụng IGOS siêu nhông lòng mạch và đồng thời FFR, nghĩa là sử dụng cái đo về cái mạch dự trữ mạch vành có giãn hay không, thì có kết quả như thế nào. Thì đây là kết quả công bố ở ESC năm 2022, nghĩa là công bố vừa rồi. Thì những bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì chia làm hai nhóm. Một nhóm là sử dụng EFR, sau đó nếu trường hợp mà ở điểm gray zone thì người ta sử dụng FFR, nghĩa là không thể biết được thì dùng FFR. Những bệnh nhân mà có EFR mà lớn hơn 0.93, nghĩa là cái dự trữ mạch vành có giãn được thì không nong, điều trị nội khoa. Cái tổn thương nào mà có hẹp đáng kể thì mới nong mạch vành, và nếu mà không đánh giá được bằng EFR nghĩa là không cần phải bơm thuốc, nó gọi là chúng ta gọi là gray zone, thì chúng ta mới bơm thuốc vô và chúng ta đánh giá. Nếu mà dự trữ mạch vành còn tốt thì chúng ta không còn nong, mà không còn tốt thì chúng ta nó nong ra. Thì như vậy chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà cái điểm Syntax của 1 và 2 thì tương đương nhau, mà ngay cả Syntax 2 so với lại một bắt cầu tương đương nhau. Nhờ chúng ta sử dụng FFR, nghĩa là chúng ta sử dụng dự trữ mạch vành, cho nên là chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà sử dụng IVUS ở trong cái nghiên cứu thứ hai này là gần 100% bệnh nhân, 84% bệnh nhân. Trong khi nghiên cứu 1 thì sao ạ? Nghiên cứu 1 cách đây hơn chục năm thì người ta chỉ có 4.8%, nghĩa là tỷ lệ bệnh nhân rất thấp có sử dụng FFR. Và sử dụng chúng ta thấy là sử dụng EFR thì nhờ sử dụng FFR, nghĩa là sử dụng dự trữ mạch vành, cho nên cái tổn thương chúng ta thấy là có nhiều tổn thương mắt thường đánh giá là hẹp 70%, đo trên máy hẹp 70%, nhưng thực sự không cần nong mạch vành tại vì dự trữ vẫn còn, cho nên là cái tổn thương mà cần phải nong, cái số lượng lesion cần phải, nghĩa là tổn thương cần phải nong nó chỉ có 2.6 thôi. Trong khi đó nếu trường hợp chúng ta dùng mắt thường không, nó 4, và chúng ta sao ạ? Và những cái ca mà ba nhánh mạch vành thì giảm từ 83% xuống còn 37%, nghĩa là chỉ còn hai nhánh thôi hoặc một nhánh thôi. Chúng ta cứ tưởng là ba nhánh,
cứ đông hết, nhưng không phải như vậy. Có nhiều cái đông vô không có tốt cho bệnh nhân, còn bãi hẹp nữa. Cho nên nếu trường hợp chúng ta có sử dụng FFA hay sử dụng dự trữ mạch vành, chúng thấy là mạch này còn giãn được thì nông là có hại cho bệnh nhân, đúng không ạ? Kết quả thì sao ạ? Kết quả sau 5 năm thì chúng ta nhận thấy là stroke giữa hai nghiên cứu là như nhau, nghĩa là tai biến mạch não giữa hai nghiên cứu như nhau. Tuy nhiên nhờ chúng ta nông ít, mạch vành áp sát được nhiều hơn, cho nên cái tỷ lệ mà nhồi máu cơ tim thì giảm 74%, một con số rất ấn tượng, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Đối với lại stent thrombosis, nghĩa là huyết khối trong stent vẫn là một cái ác mộng đối với bác sĩ tim mạch can thiệp, thì giảm 75%, nghĩa là nhờ stent áp sát nội mạch hóa dễ hơn, chúng ta ngưng kết tập tiểu cầu không có huyết khối trong stent vẫn tốt hơn và giảm 75%. Và phải tái hẹp, tái thông thì sao ạ? Ở trên nghiên cứu số 1, xin tắc 1 thì tỷ lệ tái thông nhiều, trong khi đó đối với chúng ta mà nông áp sát thì tỷ lệ chúng ta phải tái thông mạch vành giảm 44%. Và chúng ta thấy là tất cả cái tiêu chí gồm tử vong tim mạch, tái thông mạch vành, nhồi máu cơ tim cũng như là bị đột quỵ thì giảm 46%, tử vong thì giảm 43%. Còn nếu trường hợp mà chúng ta so sánh với lại CABG thì sao? Nó còn thấp hơn CABG. Các quý đồng nghiệp thấy là đường biểu dưới màu xanh là xin tắc 2 DCI. Nó còn thấp hơn CABG là 13,2% và so với 15,1%, nghĩa là chúng ta mổ bắt cầu. Như vậy nếu chúng ta làm cho bệnh nhân mà chúng ta có đo đạc, chúng ta coi xem có áp sát hay không thì hoàn toàn có lợi cho bệnh nhân, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ này nhiều khi mổ bắt cầu là con thua đó. Đây là nghiên cứu ở đối ngẫu nhiên chúng ta thấy thua, mặc dù sự khác biệt không có nghiên thống kê. Và chúng ta thấy là so với chúng ta không chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì cái tỷ lệ mà tái thông mạch vành nó còn cao hơn nhiều, đúng không ạ? 21% so với là chúng ta sử dụng tất cả dụng cụ mà chúng ta có. Vì như vậy thì chúng ta thấy là như vậy thì đối với điểm 22 trên 22, Hoa Kỳ và châu Âu thì cho chúng ta là dưới 22 điểm thì có thể làm được. Hoa Kỳ dưới 22 điểm thì chỉ có là class 2 thôi, 2A thôi. Như vậy thì người ta cũng so sánh điểm luôn. Như vậy 22 và trên 22 thì hầu như là không khác biệt. Nếu mà chúng ta có làm, có đo đạc, chúng ta có sử dụng hình ảnh học và physiology, nghĩa là chúng ta coi thì sự không khác biệt và nó nhất quán ở trên tất cả các nhóm bệnh nhân. Cho nên khuyến cáo năm 2021 của Hoa Kỳ thì sao ạ? Người ta thấy là IMUS thì sử dụng, nên sử dụng cho Lepman và FFA nên sử dụng và nó là class 1. Quý vị nhớ là bệnh nhân nhiều nhánh, nếu muốn nông có IMUS và FFA thì hoàn toàn có lợi cho bệnh nhân, chứ đừng có nhìn bằng mắt, đúng không ạ? Nhìn bằng mắt thì có thể bị tái thông lại và tất nhiên IMUS, FFA không nhiều và chúng ta nên để cho bệnh nhân, đây là sự tương tác giữa bác sĩ và bệnh nhân. Bây giờ thì ngoài hát tim, nghĩa là cái đội ngũ tim mạch chúng ta thảo luận với lại bác sĩ tim mạch can thiệp, bác sĩ nội khoa, bác sĩ phẫu thuật, ngoài ra còn phải có sự chấp thuận của bệnh nhân. Có nhiều bệnh nhân cái điểm xin tắc cao nhưng bệnh nhân không đồng ý phẫu thuật thì sao ạ? Nhiều khi bệnh nhân chết. Như vậy chúng ta nên làm cho bệnh nhân, và nếu trường hợp mà chúng ta có IVUS là siêu nhau lòng mạch và đo dương chiếu mạch vành có lợi cho bệnh nhân. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng cái bệnh thành chứng và nhánh mạch vành chiếm tỷ lệ cao từ 50 và trên 50 trên những bệnh nhân hẹp mạch vành cho sơ vữa, ngay cả bệnh nhân có ổn định hay là bệnh nhân có hộp chiếu mạch cấp. Sử dụng IFA, FFA và IVUS, nghĩa là đo dương chiếu mạch vành siêu nhau lòng mạch, giúp cải thiện tốt kết quả nông mạch vành trên những bệnh nhân tổn thương mạch vành phức tạp, ngay cả xin phát score lớn hơn 22, quyết định phẫu thuật hay bắt cầu mạch vành, và hoặc hay là chúng ta nông mạch vành cho bệnh nhân thì không nên chỉ dựa vào mạch vành có cảm quan, chúng ta cần phối hợp các yếu tố lâm sàng và chúng ta phải thảo luận cho bệnh nhân và cá thể hóa trên từng bệnh nhân. Chúng ta đừng quên người bệnh là trung tâm. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bảo Vân về một bản báo cáo rất là chi tiết và cho chúng ta biết được khi nào thì chúng ta cần mổ bắt cầu và khi nào thì chúng ta can thiệp. Để tất cả đồng nghiệp ngồi đây thì chúng ta chắc là rất ít người làm can thiệp. Thế nhưng mà trong cái khuyến cáo của Hội chứng mạch vành năm 2020
9 thì đã nêu rất là rõ, tức là những bệnh nhân có bệnh mạch vành hẹp từ 90% trở lên thì không cần phải thảo luận nên can thiệp. Thế còn những bệnh nhân mà hẹp dưới 90% trước khi can thiệp là FFA, tức là giữ chữ dòng chức năng functional flow reserve, tức là mình phải đo cái đó như là giáo sư Hân đã nói. Nếu có bất thường thì chúng ta phải can thiệp, còn nếu không bất thường thì can thiệp có hại cho bệnh nhân được. Cho nên tất cả cái đó chúng ta đều biết, bởi vì hiện nay có một số cơ sở hẹp 80-75% là khuyên cáo bệnh nhân là năm rồi không có đau nhức nào, như vậy là không theo khuyên cáo thế giới. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề mà chúng ta năm mạch vành, giáo sư Hân đã nói chúng ta biết là tiến bộ hiện nay nó làm cho cái thành công của năm mạch đặt stent lên rất là cao, đó là nhờ cái siêu âm nội mạch. Chúng ta đánh giá cái tình trạng trong nội mạch và chúng ta làm cho cái stent nó sẽ khít với cái mạch. Sau khi chúng ta siêu âm chúng ta đánh giá như vậy là kết quả thành công rất là cao. Và với cái tiến bộ kỹ thuật như vậy thì cái điểm chi tách trước kia để mà mình quyết định là BCI hay mổ bắc cầu thay đổi, thì đấy là một trong những cái tiến bộ mà giáo sư Hân đã cho chúng ta biết.